Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile khá là đặc biệt có tên gọi là Avabel Lite. Đây là một cái phiên bản khác của tựa game Avabel Classic mà mình từng giới thiệu ở trên kênh Top Game Online. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé. Cái sự khác biệt lớn nhất của con Avabel Lite so với những cái tựa game Avabel ở trên mobile khác, đó là game nó đi theo hướng xây dựng, theo hướng nhân vật, theo hướng chibi hóa. Đây, ở cái phần tạo nhân vật này, anh em thấy là nhân vật của mình bây giờ là nhìn nó rất là chibi luôn. Nó khác hẳn so với cái nhân vật lần trước mình chơi cái con Avabel Classic ấy, anh em. Cái tựa Avabel Online này là một con game nhập vai rất là nổi tiếng nhá, ở trên từ có mặt ở trên PC rồi, và sau này thì nó có những cái phiên bản ở trên mobile. Gần đây nhất thì mình đã từng giới thiệu anh em đến là cái con Avabel Classic rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em cái con Avabel Lite này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào game này. Về cơ bản thì cái kiểu đồ họa ấy thì nó vẫn giữ nguyên gốc thôi. Và một cái đồ họa khá là cổ điển, thậm chí là gameplay cũng như vậy anh em ạ. Chỉ có khác biệt lớn nhất là game nó nhẹ hơn một xíu và nhân vật nó được tạo hình theo kiểu phong cách chibi, nó theo hướng chibi hơn thôi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm này. Game này thì không có auto nhá các anh em nhá. Nó giữ nguyên là cái tính chất rất là truyền thống của phiên bản nguyên gốc về mặt đồ họa cũng như gameplay. Chúng ta sẽ không có auto. Các bạn sẽ chỉ có một cái mũi tên chỉ dẫn để các bạn đi gặp NPC nói chuyện này nọ thôi. Thậm chí là những cái thao tác ấy nó cũng khá là loằng ngoằng. Bình thường các game khác là anh em ấn vào trả nhiệm vụ là xong đúng không? Nhưng game này là anh em phải ấn vào NPC này, rồi ấn vào cái phần trả nhiệm vụ này, rồi ấn trả nhiệm vụ. Nói chung là nó bị thao tác, nó bị loằng ngoằng ấy. Thật ra thì về bản chất là do mình không chơi cái bản Avabel Online ở trên PC nên mình thật sự là khi mình chơi cái bản Avabel Mobile này mình không có cảm hứng lắm, bởi vì mình cảm thấy nó quá là loằng ngoằng, nó quá mất thời gian. Mình biết là nhà sản xuất họ cố tình làm như vậy để giữ nguyên cái tính chất của dòng game, của series game Avabel, nhưng mà mình không thích. Nên mình cũng chỉ trải nghiệm sơ sơ cho anh em đấy nhá. Thì cái con Avabel Lite này thì Avabel Lite này thì về cơ bản thì là nó giữ nguyên về mặt đồ họa cũng như gameplay so với nguyên bản gốc. Chẳng qua là nhân vật thì nó tạo hình theo kiểu phong cách chibi. Đấy, anh em chỉ cần biết thế là được. Rồi chúng ta sẽ trải nghiệm này. Ở đây mình đang đi chọn lớp nhân vật nhá. Game này được cái là rất là nhiều lớp nhân vật anh em lựa chọn, khoảng 10 lớp nhân vật. Đó, ở đây mình sẽ chơi mage đi. Đó, chơi pháp sư. Đó, đây là bảng kỹ năng này rất là nhiều luôn. Một cái đặc điểm của cái dòng game này đó là hệ thống nhân vật rất là đa dạng và cái bảng kỹ năng cực kỳ nhiều để cho các bạn có thể cộng điểm rồi sử dụng kỹ năng rất là nhiều luôn. Thậm chí là anh em sẽ có 5. Bình thường game mobile nó chỉ có chuyển đổi là hai cái bảng kỹ năng thôi đúng không? Nhưng game này tận 5 bảng kỹ năng luôn ở khi các bạn chiến đấu, thao hồ mà đổi luôn. Đấy. Nó làm như bản PC luôn, chẳng qua là cái giao diện điều khiển thì nó sẽ thay đổi sao cho phù hợp với lối chơi trên mobile ấy. Nhưng mà về cơ bản thì nó chơi rất là giống bản PC. Mình thì chưa chơi bản PC nên mình không thể chém được. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ này. Đấy, các bạn thấy là cái lối chơi nó hết sức là quen thuộc thôi, cũng không có vấn đề gì hay là có cái gì nó phức tạp cả. Mình ghét một cái nữa là cái này nó khi nói chuyện NPC nó lốt khá là lâu, chả hiểu tại sao, hay là do mình chơi server nước ngoài thế. Con game này thì anh em có thể tải trực tiếp trên Google Play Store nhá. Đấy, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử xem sao. Nhưng mà mình thì mình cũng mình sẽ không khoái con game này lắm. Nó hơi cổ điển quá so với game mobile ngày nay rồi. Nó sẽ chơi mất thời gian nha anh em, bởi vì là nó không có auto mà anh em. Không biết là sau này có auto không, nhưng mà hiện tại là không có auto gì luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hệ thống trang bị này. Mình sẽ lắp vũ khí mới vào này. Ở đây mình vừa chuyển class, mình sang class pháp sư, mình sẽ cầm trượng nha anh em nhá. Rồi mình đấy, thỉnh thoảng nó bị lốt rất là lâu nhá, nó có chữ link chấm chấm chấm, tức là ấn vào một cái gì đó. Đây, nó cũng rất là chậm, cảm giác nó chơi nó mệt, nó mất thời gian dã man đấy anh em ạ. Nên mình không khoái con game này lắm. Không biết anh em khác thì thấy thế nào, chứ mình thì mình không khoái con game này lắm. Rồi các bạn sẽ có các chỉ số để cộng nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một số chỉ số như strength này, thiên về để cộng vào tấn công vật lý này, intel là tấn công phép, vit là phòng thủ vật lý, men là phòng thủ phép, phòng thủ là máu đấy, còn dex là bạo kích. Vít là kiểu phòng thủ và tăng máu nhá, men là tăng mana và tăng phòng thủ phép. Thì tùy vào các lớp nhân vật anh em chơi thì các bạn có thể cộng điểm. Nếu bạn nào không biết cộng điểm ấy, anh em lên trang wiki của cái con Avabel Online này. Vì là nó xây dựng giống như nhau, về cơ bản là lối chơi nó giống nhau, nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái wiki đấy là dành cho bản PC, nhưng mà anh em hoàn toàn có thể áp dụng được. cái cách xây dựng nhân vật nhé, cộng điểm nào cho nó hợp lý nhất. Đó. Rồi chúng ta sẽ chuyển map này. Con game này sở hữu một cái đồ họa 3D khá là cổ điển. Đây, tên game này Avabel Lite. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái hòm thư nhận quà này. Đấy, thì nó ấn vào nó cứ bị lốt rất là lâu ấy, khó chịu dã man. Nói chung là mình nhắc lại nữa, tôi không khoái con game này. Chẳng qua là giới thiệu với anh em thôi chứ mình bản chất là mình không thích con game này lắm. Nó cổ điển quá rồi. Chắc cái này đúng là kiểu bạn nào mà phải chơi bản PC rồi ấy, thì mới khoái. Thật ra mình thấy là con game này ở Việt Nam thì chắc là cũng ít người biết đến, thật sự là như vậy đấy. Con game này nó ra mắt từ năm 2014 mà thật sự là mình không biết đến nó luôn. Chắc cái này thì chắc mấy bạn game thủ nước ngoài thì biết nhiều chứ game thủ Việt thì chắc là ít biết đến cái con Avabel này. Đó, mình cũng chỉ giới thiệu cho anh em thôi. Là trước là mình cũng trải nghiệm con Avabel Classic rồi đấy. Con đấy không có tu, chơi mệt dã man. Mà kiểu đúng là lần đầu mình vào con game đấy, kiểu dạng con game đấy, ui, chơi cảm giác mệt thật đấy. Là mình không thích lắm. Rồi chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ nhá. Thì đó mình sẽ đi chiến đấu thử một phát xem nào. Đấy, về cơ bản thì con game này như vậy thôi. Một con game nhập vai có lối chơi rất là truyền thống. Bạn nào thích kiểu game nhập vai MMORPG kiểu dạng truyền thống ấy, chơi giống bản PC, những con game PC hồi xưa ấy, thì có thể trải nghiệm con game này. Nhưng mình nói trước là anh em sẽ chơi rất là mệt, bởi vì mình nghĩ là mobile nên có auto. Thật ra là như vậy. Bởi vì chơi trên mobile nó khác với PC lắm. Anh em không thể ngồi cả ngày được, hoặc là ngồi bấm trên màn hình được, nó mỏi tay dã man luôn. Nên phải game mobile bây giờ nó full auto với anh em. Kể cả game của Trung Quốc, game Hàn Quốc, game của Mỹ, game của gì đi nữa, game của Nhật đi nữa thì nó cũng có auto thôi. Đấy là trên mobile nó cần một cái sự đơn giản nhất, thuận tiện nhất, mang yếu tố giải trí nhất. Chứ dạng như con Avabel này thì mình nói thật là cái số lượng người chơi mình nghĩ là không đông đâu. Chỉ quanh quẩn chỉ một nhóm người thôi, nói thật là như vậy đấy. Nó là cái gì, cái này là của quá khứ rồi ấy. Chúng ta sẽ không thể áp dụng mãi được như vậy đâu, mình nói thật là như thế. Kể về cho các bạn game thủ Việt chơi, nói thật với anh em là mình nghĩ bây giờ cộng đồng game thủ Việt chơi con game này mình nghĩ là không đông. Có nhưng mà không đông. Chơi mệt lắm. Đây, nãy giờ đi làm nhiệm vụ này anh em. Và đây mình ấn nhiệm vụ này, sau đấy trả nhiệm vụ này. Cái riêng cái thao tác trả nhiệm vụ thôi đã lằng nhằng rồi nhá. Các game khác click vào nhiệm vụ, click vào nhiệm vụ, trả nhiệm vụ đã xa xong. Đây là mình phải click từng nhiệm vụ này, từng bước một, click vào NPC, trả nhiệm vụ, lại click vào nhận nhiệm vụ mới. Nó từng bước chơi mệt dã man. Bây giờ mình sẽ tạo map để đi làm cái class training này, đi tập luyện vào phòng tập luyện. Game này có một cái điểm đặc biệt đó là khác với phiên bản Avabel Classic, đó là để mà tham gia các hoạt động game này các bạn sẽ phải tạo phòng. Và các bạn có thể tạo party để vào phòng đấy. Như kiểu một tạo cái map riêng để các bạn chơi ấy, kiểu như mình nghĩ là thế. Thực tế trong quá trình trải nghiệm con game Avabel Lite này thì mình cảm thấy là nó khác biệt so với con Avabel Classic. Đấy. Đây là một sự khác biệt giữa, nói chung là gameplay thì nó cũng na ná thôi, nhưng mà cũng có một vài điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất là về mặt đồ họa, về mặt tạo hình nhân vật ấy. Nhân vật thì nó không đi như những con Avabel trước đây nữa, mà nó đi theo hướng chibi hóa đi, trông nó dễ thương hơn. Đấy thì cái con Avabel Lite này nó như vậy nhá. Rồi đây bảng kỹ năng này, rất là nhiều kỹ năng để cộng thêm, bao gồm kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Mình cứ cộng bừa anh em ạ. Rồi test thử hiệu ứng kỹ năng cho anh em xem thôi. Chứ còn nói thật là đây là một con game mà mình thật sự là mình không muốn trải nghiệm và không muốn giới thiệu cho anh em lắm. Bởi vì mình không có cảm hứng với nó ấy. Thật sự là đây là một con game mà mình cảm giác nó mệt mỏi ấy, anh em. Làm cái gì nó cũng khá là loằng ngoằng, mất thời gian. Kể ra nếu thật ra thì mình nghĩ là nó sẽ hay đấy. Nó hay ở cái mức độ là nó mang một cái lối chơi truyền thống. Nếu là mình của cách đây khoảng 10 năm đi thì có thể mình sẽ khoái. Nhưng mà do là mình bây giờ mình chơi nhiều game mobile mới rồi, bây giờ mình quay lại chơi cái thể loại này thì mình sẽ không chơi nổi đâu. Đặc biệt là trên mobile. Trên PC thì mình ok, mình không còn nói vấn đề gì, nhưng mà đây là trên mobile chúng ta không thể chơi cái kiểu này được. Nó mệt lắm. Nói thật với anh em, không auto này thì mệt lắm. Các bạn cầm điện thoại, các bạn chỉ chơi game nhập vai mà bấm trên màn hình, mình nghĩ tầm khoảng 10-15 phút thôi là anh em chán rồi. Nói thật là vậy đấy, nếu mà phải bấm bằng tay, trừ khi là anh em chơi mấy con game MOBA là game bắn súng thì tôi không nói, nhưng mà game nhập vai mà ngồi chơi khoảng 15-20 phút, thậm chí là 30 phút mà chị không có auto thì nói thật là anh em dễ nghỉ game. Đấy, chỉ sau khoảng 20-30 phút thôi, vì nó rất là mệt. có nhiều cái tấm gương đi trước rồi anh em ạ, chứ không phải con game này đầu tiên đâu. Có rất là nhiều con game mà không có tù là toang ngay rồi. Mặc dù có thể thì ban đầu nhìn nó hoành tráng, nó hấp dẫn, nó hứa hẹn, mang một cái lối chơi không mì ăn liền các kiểu, nhưng mà thật ra nếu mà không có tu ấy thì chơi mệt lắm, không ai chơi được. Game mobile, nó là game mobile. Game mobile nó chơi trên game trên điện thoại là nó quan trọng nhất là cái yếu tố gọi là giải trí, đơn giản, ít thao tác. Chính vì thế mấy con game cây rùa ấy mới đông người chơi anh em ạ. Đó, có thể là mất thời gian thì vẫn mất thời gian thôi, nhưng mà ít nhất là thao tác là đơn giản này, dễ chơi, đấy, giải trí tốt. Đấy. Còn game nhập vai trên mobile cũng vậy, phải có auto. Mình nói thẳng là như vậy, phải có auto. Còn tất nhiên là cái việc đánh giá game hay không ấy không nằm ở cái auto đâu. Bây giờ game nào cũng auto đâu, nhưng mà nó nằm ở rất là nhiều cái đồ họa này, rồi các tính năng này, các kiểu. Đây, mình cho anh em xem cái hiệu ứng kỹ năng của game này nhá. Cũng đẹp, nhưng mà đẹp đấy là nếu mà cái chất lượng đồ họa này thì so với cách đây khoảng nhiều năm thì đẹp thôi, chứ còn bây giờ so với những cái con game bây giờ thì không đẹp. Mình biết là nhà sản xuất họ cố tình làm như vậy để nó làm giống bản PC hồi xưa ấy, nhưng mà không ăn thua. Đây thì đúng là kiểu này ấy, làm ra để phục vụ cho những bạn nào fan của Avabel Online trên PC trước đây thôi, chứ còn những bạn game thủ mới bây giờ thì thật sự là các bạn sẽ không thích cái kiểu dạng game như này đâu. Đấy, mình cũng chia sẻ cái video này, mình chia sẻ đâu chém gió, chia sẻ và cũng giới thiệu cho anh em về con Avabel Lite này thôi. Thì bạn nào là quan tâm thì có thể tải game và chơi thử. Với game này các bạn có thể tải trực tiếp trên Google Play hoặc là App Store. Đó, nó không chặn IP vì đây là phiên bản global, nó không chặn IP Việt Nam gì cả, anh em có thể tải rất thoải mái nhá. Đấy, đấy, đơn giản vậy thôi. Thì trên đây là một cái video trải nghiệm và cũng giới thiệu cho anh em về cái con Avabel Lite. Thì bạn nào mà quan tâm có thể tải game con Avabel Lite này nhá. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.